Xin chào các bạn. VinFast vừa chính thức công bố giá bán lẻ của VF3 và các chính sách bán hàng, thuê pin cùng một số thông số kỹ thuật của xe. Trong video này, tôi mời các bạn cùng đi sâu phân tích, thảo luận một số vấn đề liên quan đến chiếc VF3 này, đặc biệt là vấn đề nên thuê pin hay mua pin. Trước hết, chúng ta cùng điểm nhanh lại những thông tin chính xác mới nhất. Cụ thể là trong 3 ngày từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 tới thì VinFast sẽ nhận đặt cọc đợt đầu tiên cho VF3 qua các cái website vinfastauto.com hoặc là trực tiếp tại showroom đại lý ủy quyền của VinFast trên toàn quốc. Mức giá áp dụng trong 3 ngày này là 235 triệu đồng nếu thuê pin và 315 triệu đồng nếu mua pin. Sau đó sẽ tăng lên tương ứng 5 và 7 triệu đồng lên các mức 240 và 322 triệu đồng. Xin lưu ý là bây giờ VF3 chỉ có duy nhất một phiên bản chứ không phải là hai phiên bản như công bố trước đó của VinFast. Với khách hàng thuê pin thì VinFast đã cung cấp chính sách thuê pin linh hoạt theo 3 mốc nhu cầu di chuyển đa dạng của khách hàng. Cụ thể là phí thuê pin 900.000 đồng một tháng cho quãng đường di chuyển dưới 1.500 km, 1 triệu 2 một tháng cho quãng đường di chuyển từ 1.500 đến 2.500 km và 2 triệu đồng một tháng cho quãng đường di chuyển trên 2.500 km mỗi tháng. Tương tự các dòng xe điện khác của VinFast thì VF3 cũng được áp dụng chính sách bảo hành dài hạn lên tới 7 năm hoặc 160.000 km tùy điều kiện nào đến trước cho xe và 8 năm không giới hạn số km cho pin. Ngoài việc được hưởng mức giá ưu đãi trên thì khách hàng đặt cọc sớm trong giai đoạn từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024 với mức cọc 15 triệu đồng không hoàn hủy đấy thì còn được miễn phí lựa chọn các màu ngoại thất nâng cao, mà cái lựa chọn này thì tương đương với 8 triệu đồng. Bên cạnh 4 màu ngoại thất cơ bản là xanh, trắng, đỏ và xám, VinFast sẽ cung cấp thêm 5 lựa chọn màu sắc ngoại thất nâng cao là vàng nóc trắng, xanh lá, hồng tím, xanh dương nhạt nóc trắng và hồng phấn nóc trắng với các mức giá cao hơn 8 triệu đồng. Đặc biệt, với định vị là mẫu xe thông minh cá tính năng động thì VinFast sẽ hỗ trợ khách hàng mua xe VF3 thoải mái tùy chọn màu sơn ngoài 9 màu lựa chọn kể trên và họa tiết trang trí theo đúng sở thích và nhu cầu cá nhân với chi phí 15 triệu đồng. Xe này thuộc phân khúc mini car nên là thiết kế nhỏ gọn, kích thước dài rộng cao tương ứng là dài 3m19, rộng 1m679, cao 1m622, chiều dài cơ sở 2m075 và xe được trang bị la răng kích thước 16 inch. Mà đây là loại la răng hợp kim chứ không phải loại bánh sắt đâu. Khoảng sáng gầm 191mm. Khoang nội thất của VF3 cũng được phối màu khá là trẻ trung, hiện đại với điểm nhấn là màn hình cảm ứng lên tới 10 inch. Không gian cabin được thiết kế cho 4 người, hàng ghế sau có thể gập gọn để tăng thể tích chứa đồ lên tới 285 lít. Xe được trang bị motor điện có công suất tối đa 32 kW tương đương với 43 mã lực, nguồn xoắn cực đại là 110 Nm, kết hợp với hệ dẫn động cầu sau cho khả năng tăng tốc từ 0 đến 50 km/h là trong 5,3 giây. Bộ pin lithium dung lượng khả dụng là 18,64 kWh, có thể đi được quãng đường dài lên tới 210 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Hôm qua tôi có thông tin cũ trước đó của VinFast công bố là 237 km theo tiêu chuẩn WLTP là chính xác. Xin lỗi các bạn vì thông tin mới là 210 km theo tiêu chuẩn NEDC. Vậy thì suy ra theo tiêu chuẩn WLTP và cũng khá gần với quãng đường thực tế là giảm khoảng 30% so với tiêu chuẩn NEDC, còn khoảng 150 km. VinFast cũng công bố thời gian sạc pin từ 10 lên 70% là khoảng 36 phút. Từ những thông tin nêu trên thì tôi có một số điểm chia sẻ như sau. Thứ nhất là vấn đề thuê pin hay mua pin. Cần phải xác định ngay là thuê pin hay mua pin thì phụ thuộc vào chính nhu cầu cũng như khả năng tài chính của người mua, kiểu như thích thế nào thì làm thế thôi, tiền ở trong túi mình mà. Ở đây tôi chỉ nói ở khía cạnh kinh tế và định hướng của nhà sản xuất. Trước hết nói về giá thuê pin thì khi VF3 thường là chiếc xe thứ hai của một gia đình và xác định như một chiếc xe chạy loanh quanh nội đô mà nói vui là xe đi chợ cho anh em dễ hình dung thì mức thuê pin 900.000 đi tối đa 1.500 km theo tôi đáp ứng 80% cái nhu cầu di chuyển của những người dùng xe này. Bây giờ như anh chị chạy VF8
cũng quanh quẩn ở mức này và có lẽ chiếm quá nửa số người dùng VF8, thế nên tôi nghĩ đối với chiếc VF3 này còn thấp hơn. Còn trường hợp khách mua lăn tăn và cần quãng đường di chuyển nhiều hơn thì họ cần thêm 300.000, tức là 1.200.000 một tháng để có thể di chuyển quãng đường lên tới 2.500 km mỗi tháng. Đây là quãng đường khá là nhiều đối với xe pin nhỏ như VF3, nên tổng những người có nhu cầu đi dưới 2.500 km một tháng, tôi cho rằng chiếm tới 95% nhu cầu của chủ xe VF3. Như cá nhân tôi không đi nhiều, chiếc VF8 mà tôi đi khoảng hơn 1.5 năm qua ấy thì chạy được 3.000 km và chỉ có vài 3 tháng là đi trên 2.000 km mà thôi. Còn cái tỷ lệ 5% còn lại hoặc thậm chí là ít hơn có nhu cầu đi trên 2.500 km một tháng, tức là không giới hạn số km, thì mức thuê pin sẽ là 2.000.000 đồng. Như vậy thì có thể khẳng định là nếu thuê pin thì có tới hơn 90% số người sẽ chọn gói thuê pin 900.000 đồng hoặc 1.200.000. Còn mua pin thì sao? Giá mua đứt pin là 315.000.000 đồng, cao hơn giá thuê đúng 80.000.000 đồng. Nhiều người băn khoăn cho rằng chính sách mua đứt pin của VinFast có phần loạn, vì mức chênh lệch 80.000.000 đồng để mua đứt pin cũng là mức của VF5, chiếc xe có giá gần gấp đôi. Cá nhân tôi cho rằng mỗi chính sách giá được đưa ra đều có mục đích và được cân nhắc kỹ sau khi tiến hành nghiên cứu khảo sát rất là kỹ càng. Với chính sách mua đứt pin như thế này thì tỷ lệ giá pin trên tổng giá trị xe chiếm tới 25%, tức là 80 chia cho 315, trong khi của đàn anh VF5 chỉ hơn 15%, tức là 80 chia cho 515. Xét ở góc độ này, giá pin VF3 đắt hơn pin VF5. Chưa hết, khối pin của VF5 có dung lượng khả dụng tới 37.2 kW, mua đứt thêm thì 80 triệu, còn VF3 dung lượng chỉ có đúng bằng nửa 18.64 kWh mà giá lại bằng nhau, nghĩa là pin VF3 đắt gấp đôi pin VF5. Vậy vấn đề tiếp theo là vì sao lại như vậy? Liệu có phải pin VF3 đắt do công nghệ hay không? Tôi nghĩ là không, bởi vì tôi biết pin của VF3 cũng là pin LFP thương hiệu Goshen của Đài Loan như VF5 hay E34, chứ không phải là loại pin CATL như một số người phỏng đoán đâu. Loại pin LFP này phù hợp với xe nhỏ vì khả năng thích ứng với nhiệt độ môi trường tốt hơn pin LMC như là VF6 hay VF7, 8, 9, trong khi công suất tức thời thì không cần quá mạnh. Tóm lại là rất là phù hợp với xe nhỏ. Vậy liệu pin VF3 đắt hơn có phải là do theo kiểu ý thích của họ, họ thích thì họ đặt giá đấy hay không? Nói vui vậy thôi, chứ VinFast kinh doanh, ai lại làm theo cảm tính như thế? Lý do theo tôi có thể thuyết phục nhất trong trường hợp này, đó chính là định hướng của nhà sản xuất. Có hai hình thức thuê và mua, nhưng giá mua cao ngất có nghĩa là họ đang muốn khách hàng thuê pin. Còn ông bà nào thích mua thì vẫn cho mua với giá cao đó, tôi chiều. Ngoài ra, cũng cần đặt thêm giả định là VinFast đưa ra giá bán đứt pin của VF3 là giá thị trường luôn, chứ không phải giá pin mà họ hỗ trợ như những xe đàn anh trước đó. Nghĩa là sau này có phải thay thế, sửa chữa pin thì giá thay mới đó cũng có thể đúng bằng 80 triệu như giá pin khi mua xe. Điều này tránh được những rắc rối đang gặp phải hiện nay trên thị trường đối với những xe đàn anh, khi giá mua đứt pin một kiểu, đến khi cần thay thế thì lại tính kiểu khác đắt hơn. Chẳng hạn như là giá mua đứt pin VF8 là hơn 200 triệu đồng, nhưng giá thay thế pin hỏng lên tới hơn 400 triệu đồng, đắt gấp đôi, khiến nảy sinh khá nhiều rắc rối, có hư hỏng thiệt hại về pin. Vậy về kinh tế, thuê pin giả sử mất 1,2 triệu đồng một tháng thì sau 66 tháng sẽ hết 80 triệu, tức là khoảng 5 năm rưỡi thì tiền thuê pin mua được cái pack pin đó. Nhưng nên nhớ bài toán không đơn giản là như vậy. Tiền thuê pin như là trả góp thì cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiền dành mua pin 80 triệu đó có thể gửi tiết kiệm. Nếu tính chi ly thì tôi tin tổng chi phí sau khoảng 10 năm sử dụng và bán lại thì thuê pin sẽ tiết kiệm hơn là mua pin. Còn với những ai không thích trả tiền hàng tháng lắt nhắt và mang ám ảnh về cái nợ thì trả một cục cho nhẹ đầu, mua pin vẫn ổn vì pin được bảo hành 8 năm không giới hạn số km.
8 năm coi như hết vòng đời của cái xe rồi, có khi bạn lại bán xe mấy lần rồi chứ. Ngoài ra, bây giờ pin xe VinFast khá bền, không phải lo nghĩ quá nhiều, đã được kiểm chứng qua những cái mẫu xe đàn anh VF8, VF9. Có những người chạy hàng chục vạn mà dung lượng vẫn chỉ sụt mấy phần trăm mà thôi, thế nên yên tâm, có khi dùng cả 10 năm không xuống nổi dưới 70% đâu. Với cá nhân tôi thì tôi nghĩ giải pháp thuê pin là hợp lý, kinh tế và đặc biệt cho những người chọn xe VF3 là xe lần đầu hoặc muốn tìm một giải pháp chi phí hiệu quả nhất. Còn anh chị em thấy nên mua pin hay thuê pin? Hãy chia sẻ cho chúng tôi bằng cách bình luận ở dưới video. Chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Oh,